bên kia. Ông biết rồi. Quay đây đã. À quay nha. Cái tra chìa khóa vào. Có không? Vặn 9 độ. Đúng rồi. Đấy, mật nó nhiều đấy, phải quay từ từ. Bắt đầu đang chuyển rồi. Có ông nó đang chuyển mình. Như vậy là cũng phải dùng cái lực tác động tương đối mạnh đấy nhỉ. Mạnh như nó nặng nên mình từ từ. Thì nó mới quay được, mà phải quay từ từ để cho nó. Đấy, để mật nó ra nó. Khi mà càng nhiều mật bao nhiêu nó càng lặng bấy nhiêu. Nặng nhất, càng nhiều mật nó càng lặng. Đấy, bắt đầu nó ra một cái rồi. Đấy. Anh Nguyễn Chí Thanh quay mà vặn tím hết cả tay rồi. Lực rất là mạnh. Chìa khóa. Cái này là cái này nhiều người xem mới bảo là ô nuôi hiện đại. Nhiều người mới thấy là ô sao nuôi ong hiện đại ghê. Nuôi ong rất là hiện đại. Đây là thùng ong thông minh. Thế đây còn cầu này thì sát cái thùng này qua thì để phế hết. Đây này, mật nó bít mắt. Đây này là hôm qua là cầu thứ 5 này có này. Mật vàng ươm này. Các bạn nhìn này. Thế như vậy 1, 2, 3. Cầu thứ 5 này là hôm qua thấy vít nắp rồi. Nó ra diềm thì chưa có. Chưa đầy. Không, vậy em thấy xem vít nắp hết toàn bộ rồi. Chảy nhiều không? Đấy, một cái không? Đấy, chúng ta là vừa rồi cái lực tác động mạnh thế cho nên nhiều này. Vâng. Nhưng mà nó mới quay được. Ồ, nó ra này, đầy cái ống này rồi. Ôi, nó ra nhiều không? Đấy, đầy ống này luôn. Như vậy là cái đường kính của cái ống này tới 200 ti. Thế mà qua là mật bên trong này là đầy luôn, có 200 ti. Mà nó chảy ra đầy luôn đúng không? Cầu này nhiều đấy. Vậy là lượng mật rất nhiều. Đấy, nó biết lắp chỗ này, mật nó nhiều này. Đấy, thấy chưa? Chảy đầy hết rồi, đầy 200 ti. Ồ, cầu này nhiều. Rất nhiều. Mật này đúng mật thiên nhiên các bác nha. Ông nhà tôi là toàn đi các biệt thự. À, cho chéo này dòng kia nó dốc. Rồi. Khi ấy em hạ cái thùng nó bên này thấp một tí nữa, giờ dốc cho nó xuống nhanh. Đấy, anh thấy, những con ong chui vào nó đã dọn ngay. Đấy, cái này vừa lấy này, dọn hết ngay, dọn hết ngay. Nó phát hiện nhanh đó. Đây, rất nhanh. Dọn hết ngay. Cho em mình phải lấy hết thôi. Không là để. Đúng rồi, để nó ăn. Để nó sơi hết. Để nó ăn hết đi. Muốn ăn nó ngon, nó ngủ ở nhà hoặc là. Phải để đi làm, ong phải đi làm. Đúng là cần mẫn như năm. Nếu mà người ta mà đẻ đến những con cần mẫn như này thì bố mẹ đâu có. Nhưng mà giờ con năm chăm chỉ mà, con năm chăm chỉ mà. Con năm chăm chỉ mà. Và mà chăm như con ong này phải tốt. Hoặc là thì cái đàn bà là mà lấy được ông chồng mà chăm làm thế này được nhờ. Em nuôi ong này là nuôi ong thứ nhất có ích là lấy được mật, thứ hai là giải trí. Buổi sáng ra ngắm ong nó đi làm về rồi đấy tấp lập con nào cũng tha. Cái bọng mật của nó căng đét, cái nít nó căng đét này, xong rồi hai chân càng nó có cả phấn hoa nữa. Cái sáng nhìn sáng là hai vợ chồng này ngắm ong rồi đi. Ngắm mà, nhìn nó quá. Tầm 5 giờ tối nữa. Giờ tối nó bay về tấp nào. Nuôi ong này nó hay hơn nuôi chim nhiều. Phải. Như vậy là đầu tiên là mình phải đi mua một con ong đến làm tổ cho nhà mình, xong đó mình đi mua thêm ong này vào. Nói chung đầu tiên là con ong nó đến nó làm. Nhưng mà chú có biết cái nhân giống của ong người ta không? Có chứ, em học hết cái vật. Nhân giống. Nhân giống là đây. Trước mới đầu em có một thùng, em nào mày hai thùng nữa. Nhân đấy. Từ từ nhân giống. Từ từ là phải nhân hết cái sân thượng. Nhân đàn đấy chứ, phải nhân đàn. Sân thượng này phải được 20. Thế này từ giờ đến sang năm mà tôi vào lần nữa thì có khi sân thượng này sẽ. Đấy. Sáng năm rồi đi là cứ bán một cái thùng mật này là tôi đủ mua vé với bay. Tôi bay vào, bây giờ tôi tự tính tiền. Còn một ít này nó vào nó hút hết, nó ăn hết. Ăn nốt. Cái này tí nữa mình cho vào, mình cho nó chảy nốt ra.
nó chỉ vào đây ở dưới gầm thì không vào được. Nói chung để lại ô dưới gầm này không vào phải chảy sạch trồng gót vàng ươm. Như vậy là ở thành phố Sài Gòn này cũng nhiều nhà nuôi ong sẽ phát triển nhiều nhà nuôi ong có để, mà. Để người ta lấy mật người ta ăn lúc người già anh thế này con ong chui đây nó dọn đấy chui chui đấy chui dọn ăn nó chui nó dọn luôn đúng rồi nó dọn luôn chui vào như chui trong cống dọn nhà vệ sinh sạch sẽ. Hôm nay em thu hoạch công nhận nó chăm thông minh này nó chăm nào nói chung là đấy mà chăm nào nó đội quân đông như thế mà mà thì trong sạch sẽ tinh khiết không phải vắt gì vậy quay này ra đây là một tổ này tổ thứ hai này tổ thứ ba này đó. Cái cầu đầu tiên là nhiều em mới nuôi được đầu tiên gần một năm nay thôi mà đã phát triển được ba tổ tháng năm là phát triển thêm ba tổ nữa là sáu nhân rồi. Đến tháng 7 này mới đúng một năm nói chung sang năm nhà bác Thìn mà vào nữa là em đầy rồi. lại thêm ba thùng nữa là sáu không sang năm bác vào một năm nữa là nhiều đấy bác tính chưa được một năm mà đã ba tổ rồi mà mình mới nuôi mình chưa có kinh nghiệm bây giờ có kinh nghiệm giờ đầy mình để cho nó coi nha 20 tổ là có... mật vàng ươm. Chúng mình cứ lấy chữ tín làm đầu mình không có làm ăn giả dối nè. Đắt sắc hơn nữa. Tổ ong nhà em giống nhà như thế biệt thự mái Thái. Các bác nhìn em. Làm đẹp đấy. Nhà gỗ nhé, nhà gỗ mái đẹp Thái. Đẹp mái. Rất là đẹp. Ở bên này còn trên này anh Nguyễn Chí Thành anh còn đem anh Sơn nó đang dồn hết đây này mở lấy mật nó dồn hết lên đây anh đi mở được mở nó bay thế đội này lúc nào mà nó muốn lấy xong nó muốn bay rồi chui ra chui nó bay nó chui dưới trong cửa đây cửa trước này thôi một cửa nữa nhiều lắm đội quân ông nhiều lắm quân ông nhiều lắm bên này cửa sổ các bác đứng trên dưới thôi. Đây là cửa sổ. Nó có lưới này, lưới ngăn chúa này này. Có chúa không lên được. Tức là có chúa không lên đẻ trên này được. Trên này chỉ để dành để cho mật thôi. Ông thợ đưa mật lên đây. Ở dưới sinh sản ở dưới. Sinh sản rộng như ngủ dưới. Thế như vậy là lúc con ông chúa này nó muốn phối giống thì nó không bay được ra ngoài. Có ra ngoài có. Nó sẽ ra ngoài để khi nào nó muốn phối giống ấy là nó muốn tiết ra một chất hormone xong để cho kích thích cái con ong đực nó bay ra cái con ong đực đuổi theo đúng rồi. Mỗi lần phối giống của nó tầm cỡ phải 20-30 con đực phối giống nó đuổi mà đuổi con ong đực chỉ phối được một lần nhé ông đực chết rồi xong cái là nó đầy cái bọc tinh bắt đầu nó về tổ bắt đầu nó đi như vậy xong rồi bắt đầu nó về tổ luôn vâng nó lại thế một ngày bình thường như con ong một ngày bình thường nó phải đẻ tầm cỡ 200-300 thế mà thế ông chú không đàm nhưng mà những con ong này là ở mỗi một thùng này là khi về là các bạn đi ra đều vào đúng tổ của mình đúng không? Vâng. Không bao giờ là sát tổ. Không sang. Là nó có con nó có một cái mùi. Nó mùi nó mùi riêng. Vâng. Tổ nào nó ở tổ đó. Không tranh chấp, không tranh chấp nhà. Đúng là về nhà mình ngay. Vâng. Nói chung nhà nào nào có sổ hồng của nhà đó, có chủ quyền hồng, không có nhà nào tranh chấp ở nhà đó. Như vậy như thế là. Đây đây là nhà gỗ mái Thái này. Nhà gỗ này cũng mái Thái như được sơn rồi. Đây nhà gỗ này cũng mái Thái như được sơn rồi nè. Tuy là tổ ong nhưng mà rất là đẹp. Anh Nguyễn Chí Thành này anh trang trí rất là đẹp. Rất là kỳ công, đóng cái tổ ong rất là kỳ công. Thôi chào cả nhà nhé. Viết xong một câu nữa.